Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của bà Vũ Thị Hương, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, phản ánh về việc hộ gia đình ông Lưu Chí Nhân, đảng viên chi bộ thôn Đông Tảo Đông đã lấn chiếm đất để làm đường đi của xóm. Phóng viên chuyên mục hộp thư đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương và được biết đến thực tế đoạn đường mà công dân phản ánh và đây là gia đình ông Lưu Chí Nhân. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2019, chính quyền địa phương có vận động bà con nhân dân cùng làm để mở rộng tuyến đường bê tông của xóm Đống Lễ, nối giữa hai con đường 199 và 205. Trong khi mở rộng đường, quan điểm của chính quyền địa phương, các ban đại diện của thôn và bà con nhân dân hai bên đường theo tinh thần vận động hiến đất để nắn thẳng và mở rộng đường. Đến nay con đường bê tông đã hoàn thành. Khi phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình có đề cập đến vấn đề công dân phản ánh là hộ ông Lưu Chí Nhân có lấn chiếm đất làm đường đi thì được ông Nguyễn Trọng Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu cho biết. Theo như cái nội dung đơn ấy thì đối với ủy ban xã tôi là khẳng định nội dung đơn là không đúng sự thật. Nó không đúng như thế nào vì là cái nội dung đơn ấy thì khi tháng 9 chúng tôi nhận được đơn cũng nội dung là như vậy, cũng tương tự. Sau đấy là ủy ban xã đã mời trực tiếp công dân và ban lãnh đạo thôn làm việc với tinh thần là vận động nhân dân để mang tính chất là hiến đất để xây dựng giao thông. Sau khi đấy thì một số công dân xóm Đống Lễ là cho rằng là cái đấy là chưa thỏa đáng, cho rằng là trường hợp chỗ ông Nhân là lấn chiếm. Thế nhưng mà thực chất là ủy ban xã chúng tôi là cũng không kiểm tra để mà khẳng định xem là có lấn chiếm hay không. Khi thôn xóm vào cuộc rồi là xã vào cuộc thì ông Nhân là đã tự nguyện tháo dỡ bờ tường cũ xây đã nhiều năm nay rồi và nùi vào để phục vụ cái xây dựng tuyến đường này. Trực tiếp tại tuyến đường này thì chúng tôi đã vận động được rất nhiều hộ là hiến đất, ví dụ như hộ nhà ông Trần Văn Quang, ví dụ như hộ nhà ông Lưu Chí Trạo, một số hộ khác nữa là người ta tự nguyện hiến đất. Chính vì vậy nên là đối với hộ ông Nhân là chúng tôi cũng dùng cái phương pháp là vận động là chính thôi chứ không phải kiểm tra.